Fabio Cannavaro và giải Icon tại ở mức thiệt cộng 1. Mức giá của anh đang là 4 tỷ 7. Mức thiệt cộng 1 Fabio Cannavaro về vị trung vệ C có chỉ số tổng quát là 1 tỷ 7. Tuần gốc của anh là học hỏng tiêu cản phá hay sao kỹ thuật từ 20 cao 1m6 nặng 73 kg thuận trái 3 và phải 5 qua vị trí về Caballero mạnh nhất ở năng sọt bóng nhảy chạm người cắt bóng. Đây là một cầu thủ có phản ứng và quyết đoán rất tốt, nhận một bộ chỉ số tốc độ bóng và chuyền là một cầu thủ chỉ cao 1m76 và thi đấu ở vị trí vệ. Khả năng nhảy của Caro là rất ấn tượng, tầm 10. Khả năng bình tĩnh và thể lực với dồi dào. Sức mạnh của Cannavaro cũng thuộc hàng châu, lên tới 104. Đặt Cannavaro thì thật đơn. Đánh chặn bị động và thủ 3. Fabio Cannavaro, một trong những huyền thoại của bóng đá Italia. Anh đã dành phần lớn đấu của mình trong áo các câu lạc bộ ở Serie A, Italia và Fabio Cannavaro vẫn là hậu vệ trung vệ duy nhất trên giành danh hiệu quả bóng vàng ở mùa giải 2006 tại World Cup. Cannavaro với tố chất thủ lĩnh đã đưa Italia đăng quang một kỳ World Cup đáng nhớ của riêng cá nhân Cannavaro. Game thì Cannavaro có một đối là cân đối một chiều cao không quá là ấn tượng. Cannavaro biết được biết đến là một trong những mẫu vệ có khả năng công chín rất tốt, nhờ khả năng bật nhảy cao và những kỹ năng phòng ngự như sọt bóng, cướp bóng và chấp tay đôi cũng tương đối ấn tượng. Khi sử dụng mùa giải Icon là mùa giải tốt nhất của Cannavaro trong in-game hiện tại. Mạnh của Cannavaro được phát huy tuyệt đối. Ngoài kỹ năng phòng ngự tốt, Cannavaro có khả năng hỗ trợ và tấn công cực kỳ tuyệt vời. Trong những tình huống không chín thì anh có khả năng đánh đầu ghi bàn. Chuyền Cannavaro cũng tương đối sắc sảo, tạo cơ hội cho đồng đội có cơ hội. Cannavaro là một mẫu trung vệ, một mẫu hậu vệ chiến binh có tố chất thủ lĩnh. Italia World Cup 2006 đậm dấu ấn của trung vệ Fabio Cannavaro khi mà ở mùa giải đó San Siro vướng vào những scandal khiến cho bóng đá của Italia tự u ám.
Chính trong dông bão đấy thì đội tuyển quốc gia Italia vừa dưới sự dẫn dắt của đội Papi Ocanaro đã thể hiện tinh thần thép, khiến cho rất nhiều đối thủ phải ngã gục dưới bước chạy của mình. Italia từng sinh ra rất nhiều những sao phòng ngự đẳng cấp cao như Paolo Maldini, Arrasta, Fernando. Tuy nhiên thì Cannavaro vẫn là một trong những tượng đài sắc nhất. Khi sử dụng Fabio Cannavaro trong hệ thống phòng ngự, câu huấn luyện viên bởi kỹ năng siêu cản phá của Cannavaro, có những tình huống anh cản phá cực kỳ xuất sắc. Nói thì Cannavaro mùa giải một thể icon không có debut. Đây là một trong những mẫu trung vệ rất hoàn hảo. Năng bóng bước một, tranh cướp bóng và chuyển tốc độ của Cannavaro là rất tốt. Cannavaro thi đấu với một phong cách thi đấu rất chắc chắn và thông minh ngoài đời. Trong in game anh cũng được các nhà lập trình boost cho một AI tự như vậy. Khi sử dụng Cannavaro thì các bạn nên đá cặp Cannavaro với một cầu thủ to cao có sức mạnh như Virgil van Dijk, Sergio Ramos, Mark Hamel. Hoặc có thể đá cặp với những trung vệ giàu tốc độ như Paolo Maldini là Rio Ferdinand. Fabio Cannavaro là một mẫu trung vệ tương đối dễ dùng và chắc chắn. Trong những tình huống tấn công thì Cannavaro cũng có xu hướng tăng cao. Ta thấy là trong tình huống tấn công thì Cannavaro dâng lên rất cao, hòng tung ra những pha đánh đầu móc. Xuất điểm Cannavaro cũng tương tốt, bóng đi rất căng. Khi mà đang có thông tin sẽ xuất hiện những icon mới, giá của icon và Totti lại rất sốt. Và Cannavaro cũng tương tự, giá của anh đã leo thang lên mức gần 5 tỷ PP. Một con số tương đối là khổng lồ, tuy nhiên nó rất xứng đáng với giá trị của Cannavaro trong in game. Năng phòng ngự xuất sắc, Bravo khả năng ghi bàn cũng cực kỳ ấn tượng.
hai sao kỹ thuật cho nên có thể thực hiện một số những sự dạng. Bóng cargo là tốt, tốc độ nhanh, nhận cargo là mang đến cắn cho hàng phòng ngự. Ngoài những yếu tố một tiêu phòng ngự ra thì Canaveral còn có tố chất cũng thủ lĩnh, đó là kỹ năng ẩn lãnh đạo. Đầu Canaveral tốt, trong trận đấu thì anh thi đấu cực kỳ sâu sáo. Năng điểm có thể xếp một dạng ngang ngửa với một tiền đạo. Đây có thể là một trong những tiêu trung vệ cần tìm được. Và trong điểm Carnival mùa giải Icon thì có thể là điểm 10 cho chất lượng và để đòi hỏi hơn một trung vệ nhà có xuất sắc, và điều đó đã được chứng minh với danh hiệu quả bóng vàng năm 2016. Lần đầu tiên thế giới có một trung vệ vượt qua rất nhiều ứng cử viên nặng ký xuất sắc khác trên hàng tiền vệ hàng công, giành danh hiệu cao quý nhất làng túc cầu. Ta đã biết tới đây thì Messi đã vượt qua hai đối thủ cực kỳ tranh, đó là Ronaldo và Virgil van Dijk để giành danh hiệu quả bóng vàng.